Làm hỏng bây giờ. Mình muốn mọi người đều nấu cho mình một chiếc bánh rán ngon. Ok, sẽ được thực hiện. Ôi, ok luôn. Ôi, tất nhiên rồi. Bà sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu gái yêu của mình. Cái này rất là tiện. Chỉ cần đổ bột vào đây thôi là xong. Ôi, cái này mình cũng có thể làm được mà. Nhưng mà bánh donut của mình sẽ màu sáng. Như này sẽ vui hơn rất là nhiều. Ôi, cháu gái của bà phát minh nhiều quá. Yêu ơi, thật là kinh tởm. Tất nhiên là bánh rán của mình sẽ là màu đen rồi. Màu đen chắc chắn sẽ ngon kết hợp với màu đỏ. Vì vậy, mình sẽ đổ màu đỏ lên trên như thế này này. Và ở trên, mình sẽ cho kem màu trắng lên trên. Như này nó sẽ còn ngon hơn. Nào tay, cần phải giúp đỡ. Bây giờ hãy mang cho mình một cái đĩa xông. Được rồi, mình sẽ đổ siro dâu vào lên đây. Sau đó mình sẽ bơm màu vào ống tiêm. Để làm gì? Bây giờ mọi người sẽ thấy thôi. Bà ơi nhìn này, đây là máu đấy. Ôi trời ơi, sợ quá. Bà ơi cẩn thận. Đây chỉ là siro thôi. Ôi, tại sao cần phải làm người già sợ như vậy? Thôi nào, mình chỉ đang cố gắng để cháu gái bà cảm thấy rất là ngon. Oh, wow, nếu mà họ mang mình như thế này, mình sẽ ngất đi thôi. Bây giờ bà sẽ cho các bé thấy bánh rán bình thường trông như thế nào. Đầu tiên, không có gì làm chúng màu đen cả. Và để đẹp, bà sẽ rắc chút đường là được. Ôi, hãy nhìn xem nó đẹp làm sao. Đẹp là bánh rán của cháu. Hãy nhìn xem, nó đã đủ để cổ vũ chính mình rồi đây này. Nhưng mà để chúng khiến trở nên thú vị hơn, tại sao không thêm một ít lấp lánh nhá? Trước tiên, cần phải mở cái lọ phù thủy này ra. Nào! Ôi, cháu gái, bây giờ trông cháu đẹp hơn rồi đấy. Ồ, điều chính là nó đã đổ được vào bánh rồi. Đấy, cái này chắc chắn là thắng thôi. Ôi, Wednesday đã làm bánh rán theo phong cách của bạn ấy. Nhìn trông đáng rất là đáng sợ, nhưng chúng rất ngon. Ôi, không biết trong này là có gì. Wow, đây là siro. Tuyệt vời quá. Bà ơi, bây giờ cháu sẽ thử bánh của bà nhé. Cái này cũng bình thường thôi. Còn cái này thì trông thật là tuyệt vời. Mình mong là chúng cũng sẽ ngon như vậy. Trời ơi, đây là bánh rán ngon nhất mà mình đã thử. Chị gái đã thắng rồi nhá. Ồ, cảm ơn Margot. Wednesday, đừng dọa bà già nữa. Với vòng này mình muốn một ly cốc tay thật là đẹp, ngon. Sẽ được thực hiện. Không có gì. Ok. Một lựa chọn đôi bên cũng có lời là làm một ly cốc tay từ thứ mà Margot yêu thích nhất. Mình sẽ bắt đầu từ đồ ngọt Toxic Waste. Nhưng mà với bản thân mình không cần kẹo mút. Mình cần làm kẹo này biến thành một khối lỏng. Mình cần làm tan chảy chúng. Sẵn sàng. Ôi, mở ra đi. Nào. Đúng rồi. Đúng những thứ mình cần thiết. Bây giờ, đến lúc phải cho kẹo Skittles vào. Có ai khi ngờ rằng chúng sẽ ngon như này chứ? Đầu tiên, cần phải chia hết cả ra. Và sau đó, cho hết tất cả mọi thứ vào trong cốc như thế này này. Và sau đó, đến lượt Sprite rồi nhá. Nào, mở ra thôi. À, mình nghĩ ra rồi. Mình có cái này để giúp đỡ. Ai, trời ơi. Ôi, ngọt quá. Khổ thần, mọi thứ đều ổn với mình. Chỉ cần tắm Sprite một chút thôi. Nhưng mà phải đổ chúng ra. Sau đó cho kem đánh bông lên trên. Và thêm một ít kẹo ở trên nữa. Ta-da, kiệt tác của mình đã sẵn sàng. Cháu gái làm tốt lắm. Nhưng mà cái này không ngon một chút nào. Cái này cần rất nhiều vitamin. Đấy, trong rau. Và bà sẽ làm một cái cốc tay đầy sinh tố rau. Bây giờ thì sẽ ngoáy nó lên. Ôi, hãy nghe nó xem. Ôi, mùi rất là tuyệt vời. Bà chắc chắn rằng Margot sẽ rất là thích. Ôi, mình biết là không thích đâu. Mình sẽ bắt đầu với cốc tay siro dâu tây của mình.
Mình sẽ rót Relly để ngay lập tức chúng trở nên đẹp hơn. Tiếp theo cho Sprite vào và mình sẽ pha một ít siro màu xanh lá cây vào. Tay, mình cần sự giúp đỡ của bạn. Lấy kem tươi cho mình. Ôi, một ngày nào đó bà sẽ giết cái này. Ôi, nó lại còn lấy cả kem của mình nữa chứ. Này nhá, bà đang theo dõi đây. Cảm ơn, cậu đã làm mọi thứ rất là ổn. Đấy, bây giờ chỉ cần cho thêm cả cái mắt nấy vào nữa thôi là xong rồi. Margot, uống đi. Oh wow, Wednesday luôn có một cái rất là độc đáo nhất. Cốc tài rất là ngon đấy chứ. Và cái này thì rất là tuyệt vời, cảm ơn nhá. Bà ơi, bà lại làm cái gì thế này? Trời ạ, sinh tố rau sao? Bà biết là cháu không thích thứ này mà, thật là đáng sợ. Chị gái lại nghĩ ra một cái gì đó rất là hay. Mình sẽ thử cái này xem sao. Ngon quá. Trời ơi, chị gái chị thắng rồi nhá. Yeah, mình lại thắng rồi. Ôi, lần này hay làm mình ngạc nhiên với mì ngon nhá. Okay. Mình có một vài ý tưởng. Bà ơi, bà dậy đi, đến lúc phải nấu ăn rồi. À, mì ống, quá là dễ dàng. Không có gì dễ hàng hơn là làm mì spaghetti cho cháu gái. Ôi, mình biết làm nào mà nước nóng không? Mình cần tay để giúp đỡ. Này, mày không thấy đau mà. Ôi, nước nóng rồi, vậy là có thể cho mì vào. Còn mình muốn tự nấu mì cơ. Ôi, trời ơi, bây giờ thì tất cả mọi người đều được ăn bột. Xin lỗi nhá bà nhá, cháu không cố ý. Nào, bây giờ thì cần cho một cái lỗ vào và cho trứng vào trong như thế này. Đấy. Có vẻ như mọi thứ đều ổn rồi. Mình sẽ làm những quả bóng như thế này. Và sau đó cho thêm một ít màu để spaghetti trông thật là nhiều màu sắc. Sau đó mình sẽ lăn chúng qua cái máy đặc biệt. Và sau đó cắt nó như thế này này. Quá là đẹp luôn. Mì của mình đã gần như sẵn sàng. Ôi, bà nghĩ rằng làm như này sẽ tốt nhất. Trời ạ, suýt thì quên. Ôi, bà có cho quá nhiều không? Không, bà ơi, bà còn chưa mở cơ mà. Ôi, trời ơi, thật là đáng sợ. Wednesday, ôi trời ơi, bà làm bây giờ sao? Cảm ơn cháu gái nhá. Ôi, cuối cùng bà có thể nấu mì rồi. Cho thêm sốt mì vào. Đấy. Ôi, nhìn hay lắm nhưng mà trông thật là nhàm chán. Ôi, các bạn biết làm mì spaghetti hấp dẫn như nào không? Chỉ cần sơn chúng màu đen. Tay, đưa đây. Bà cho mình một ý tưởng rất là thú vị. Tại sao không thêm gia vị cho phần còn lại của tớ bằng sốt cà chua và con mắt nữa chứ? Các bạn thích ý tưởng không? Ôi, trông thật đáng sợ. Bà sẽ không ăn thứ này đâu. Đây, mì màu sắc của mình là khác. Hy vọng Margot đánh giá cao của nó. Wednesday, cậu có nên ngừng tớ sợ không? Phần phục vụ rất thú vị, nhưng mì thì chán lắm. Bà đã làm mì spaghetti cổ điển với sốt cà chua rồi. Nó khá ngon đấy chứ. Ôi, cháu gái của bà. Nhìn cái spaghetti của Rebecca tuyệt vời quá. Hy vọng chúng sẽ còn ngon hơn. Ngon quá. Ôi, tất cả mọi thứ cho chị em. Chị gái ơi, chị lại thắng rồi. Hôm nay mình may mắn rồi. Ôi, Wednesday, suýt thì bà quên. Bà mang một chiếc kẹp tóc đặc biệt dành cho cháu. Bà nghĩ rằng nó rất phù hợp với cháu. Ôi, mình không mang đồ trang sức như vậy đâu. Lần này, mình muốn salad Caesar. Rất là dễ dàng. Ôi, món salad thì bà biết. Mình sẽ thử. Đấy, điều chính là Caesar là có thật là nhiều thịt gà. Đấy, và tất nhiên là bánh mì giòn. Nhân tiện không được ăn được, chúng quá cứng rồi. Nhưng mà tại sao lại không thêm phô mai nữa chứ nhở? Mình biết Margot sẽ rất là thích nó. Mình sẽ làm một món quà mùa xuân cho Margot. Nó sẽ không chỉ là Caesar, nhưng mà cậu ấy sẽ rất là thích những bông hoa. Wednesday, hãy nhìn xem ý tưởng tuyệt vời xem sao. Không có gì hay cả, ý tưởng của mình mới thực sự là hay. Tớ sẽ làm salad ngay trong tương ớt. Tớ sẽ đặt các thành phần vào trong đó. Từ cái này, mình sẽ làm lưỡi. Và từ cái này, mình sẽ làm mắt.
Hãy nhìn xem mình có một chú ếch dễ thương chưa. Hãy xem mọi người đã chuẩn bị gì nhá. Ồ, chị gái lại nghĩ ra một cái gì đó hay rồi. Ôi, nhưng mà vị rất là bình thường. Ồ, bà cũng đã cố gắng rồi. Ừ, trời ạ, đúng như vậy. Cái này rất là ngon. Wednesday, cái này là cái gì đấy? Trời ạ, mình không thích ăn ếch đâu, kinh quá. Bà ơi, chúc mừng bà nhé, bà đã thắng rồi. Yeah, cuối cùng bà cũng thắng rồi, tuyệt vời. Đỗ. Ê, dừng lại đi. Đợi đến lúc tìm hiểu xem món ăn nào đang chờ đợi các anh hùng của chúng ta. Burger sao? Wow, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho thử thách mới của chúng ta chưa? Oh, ok. Vậy thì bắt đầu thôi. Bà đang bắt đầu với bánh mì của burger rồi. Vâng, bánh mì nướng sẽ ngon hơn rất là nhiều. Bây giờ, chúng sẽ cần thịt băm. Bà đang làm thịt viên từ cái thịt băm này, cho vào trong chảo rán và dùng cái thìa để ấn nó xuống như thế này. Thịt đã sẵn sàng, bây giờ một lát phô mai thơm ngon và tất nhiên là bánh burger gì mà không có cà chua chứ. Một hành tây và bánh mì ở trên cùng. Bà đã hoàn thành công việc rất tuyệt vời. Bây giờ đến lượt chị gái rồi. Có vẻ như bánh mì thường sẽ không hoạt động. Cái gì? Đây là bánh donut sao? Trông ngon thế. Người chị đang cắt chiếc bánh rán thành hai nửa. Và lấy cả sô-cô-la ra sao? Ôi, rất là ngọt. Nhưng mà chị gái ấy còn có thứ khác. Ồ, đây là cái chua chua. Rất là chua nhưng mà rất là ngon đó. Và thêm cả marshmallow nữa. Một ít mứt cam. Và siro. Tại sao không chứ? Bây giờ chúng ta sẽ che chiếc burger thần kỳ này mình bằng bánh mì. Đấy, bây giờ đẹp quá. Có vẻ như bà đã đánh giá các công việc của cháu gái mình. Nhưng Wednesday không dễ gây bất ngờ như vậy đâu. Chúng ta bắt đầu như thường lệ với chiếc bánh mì. Tất nhiên là với những chiếc bánh màu đen rồi. Wednesday đang làm gì với miếng phô mai vậy? Ồ, trông nó tuyệt lắm sao? Một miếng dưa chuột. Ồ, wow. Burger này như kiểu có cái lưỡi vậy. Nhưng mà thiếu một cái gì đó. Thật tốt là luôn có bàn tay ở gần Wednesday giúp giải quyết mọi vấn đề. Ồ, kẹo mắt dẻo sao? Có vẻ như là những gì Wednesday đang cần. Bà, hãy cẩn thận. Cái này là bàn tay, hoàn toàn vô hại. Bây giờ Wednesday đã có mắt dẻo dẻo rồi. Và nó đã cắm lên trên burger. Các bạn hãy nhìn xem. Ôi, nó thật là đáng sợ. Nhưng mà trông rất là ngon miệng đấy chứ. Nào sao Margot, đến lúc phải thử rồi. Ồ, cái này đói quá. Burger này trông rất là khác thường. Hãy thử nào. Ôi, rất là ngon, mình rất là thích. Nào, chúng ta sẽ tiếp theo có gì? Trông cũng rất là bình thường. Ôi trời ơi, đây là hành sao? Yêu ơi, kinh quá, không ăn đâu. Chúng ta có gì ở đây đấy? Ôi, trời ạ, đây là kẹo ngọt yêu thích của mình mà. Trời ạ, cái này rất là ngon đấy chứ. Nào, chúng ta đến lúc phải giành người chiến thắng rồi. Đây, cái này. Nào, cái này rất là ngon. Sao, chúc mừng Wednesday. Mình đang nghĩ rằng hay là đây là nụ cười. Nụ cười của Wednesday. Wow, có vẻ như ai đó ngại rồi. Ồ, có vẻ như chị và tay đang chơi với nhau rất là hợp đó. Để đến lúc bàn tay phải về nhà rồi. Nào, con anh hùng của chúng ta sẽ chuẩn bị món ăn mới nhé. Sô-cô-la nóng. Có ai không thích thức uống này chứ? Mình hy vọng mọi người đã sẵn sàng rồi. Đi thôi. Bà là người đầu tiên lại nấu ăn một lần nữa rồi. Bà sẽ đổ sữa vào trong nồi, sau đó bổ cacao. Đừng quên phải quấy lên nhé. Ôi, đúng rồi. Cả thanh sô-cô-la sẽ làm hương vị đậm đà hơn rất là nhiều. Ôi, nhìn nó thật là đáng yêu. Bà đã đổ sô-cô-la vào chiếc cốc đặc biệt dành cho mình. Đấy, được làm bằng bất cứ tình yêu nào. Bây giờ đến lượt chị. Này, coi chừng, cậu có thể ăn cả sô-cô-la đấy. Vâng, bà đã nói đúng. Chỉ có thêm một ít đường thôi. Ôi trời ạ, cậu ấy định làm gì vậy? Ôi, hãy nhìn nhiều đường như thế này. Bà không đồng ý với như vậy đâu. Thôi, đến lúc phải cho sữa vào rồi. Ôi, bạn phải cẩn thận chứ. Như này thì có thể làm hỏng hết cả nguyên liệu đấy. Bây giờ, cho thêm một ít cả màu vào đây nữa.
Hãy nhìn xem đẹp chưa? Ồ, kem trông rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Bây giờ thì rắc thêm một ít topping nữa như thế này. Wow, trông thật là đẹp. Đấy, chị đã làm gần như xong rồi. Phần cuối cùng là cho kem đánh bông lên trên và marshmallow nữa. Ôi không, và chưa phải kết thúc đâu. Tất cả những cái topping này trông thật là đáng yêu. Wow, chúng có ăn được không không biết. Và cả một cái ống hút tuyệt vời này, 10 trên 10 điểm. Sao Wednesday, bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Mà không có sự giúp đỡ của tay không thể nào mà làm được gì. Ôi, chiếc cốc thật là đáng sợ. Thôi, bà ơi hãy cẩn thận đi nhá. Wednesday đang đổ sô-cô-la vào cốc của mình. Cho kem đánh bông lên. Và siro dâu, trông cũng rất là tuyệt vời đấy chứ. Và đây là Haribo nữa. Các bạn hãy nhìn xem cái phần sô-cô-la thật là sẵn sàng. Wow, thật là ngon. Thật là đẹp. Và rất là ngon nữa chứ. Mình rất là thích nó. Và đây là sô-cô-la của bà. Cũng rất là ngon. Oh wow, còn đây là cái gì nữa đấy? Trông thật là lạ. Nhưng mà mình sẽ thử thôi. Cũng không tệ. Và người chiến thắng là chị gái yêu thích của em. Xin chúc mừng cậu nhé. Nào, có vẻ như các anh hùng của chúng ta đã sẵn sàng cho một thử thách mới rồi. Điều gì đang chờ đợi họ lần này? Wow, đó là khoai tây chiên mà. Có rất là nhiều cách để nấu và phục vụ món này. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem các anh hùng của chúng ta sẽ chọn cách nào nhé. Tất nhiên là khoai tây sẽ cần gọt vỏ trước. Ôi, người chị đã chọn một cách rất là khác thường để gọt khoai tây. Bà không hài lòng đâu. Nhưng mà làm sao bà có thể giận được cháu gái yêu thích của bà chứ? Ôi, cháu gái yêu của bà. Bây giờ cần khoai tây ra, như thế này này. Và chị đang rất là nóng lòng rồi đây này. Chị đang cắt khoai tây bằng một con dao đặc biệt. Các bạn hãy nhìn xem, nó rất là đẹp đúng không? Đã đến lúc cho một ít màu sắc vào rồi. Oh wow, mọi thứ thật là sáng rực rỡ. Bây giờ thì chúng ta sẽ thêm dầu vào và có thể chiên khoai tây tươi sáng của chúng ta trong chảo. Tuyệt lắm. Các bạn phải cẩn thận khi dùng với dầu nóng nhé. Ê, cẩn thận, không thì bỏng bây giờ. Khoai tây đã sẵn sàng, bây giờ chỉ cần trang trí thật là đẹp và có thể đưa lên rồi. Bà luôn như mọi khi rất là thích mọi thứ. Và bà cũng rất là thích cách truyền thống hơn. Và đôi khi phiên bản cổ điển lại tốt nhất phải không? Ôi đúng rồi, khoai tây chiên này ai cũng biết. Khoai tây chiên vào sốt cà chua. Ôi bà làm tốt lắm bà. Ờ đúng rồi, bà làm rất tốt. Và điều gì chúng ta sẽ làm ngạc nhiên của Wednesday đây? Khoai tây của Wednesday đã sẵn sàng. Có vẻ như chúng ta đang chuẩn bị một cái suất ăn rất là khác thường phải không? Wow, còn cái này là cái gì? Ôi không, có vẻ như Wednesday đã nhầm lẫn rồi. Bà ơi, bà nên che mắt lại đi. Đừng có nhìn nhá. Ôi, chúng ta đang dừng lại ở đâu rồi? À, đúng rồi, khoai tây chiên, nhộn khoai tây màu đen. Ồ, nhìn có vẻ rất là đẹp đấy chứ. Và bây giờ chỉ cần cho thêm cả ketchup vào nữa thôi. Và mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Ôi, chị gái đã khen Wednesday rồi. Nhưng mà không biết Margot sẽ đánh giá nó như thế nào. Ôi, chúng ta có gì đấy? Ôi, đây là khoai tây bị đốt cháy sao? À không, nó ngon đấy chứ. Còn chấm với sốt cà chua thì quá là siêu. Mình không thể cưỡng lại và ăn hết đến miếng cuối cùng. Ngon quá. Sao, bây giờ là thí sinh tiếp theo nhá. Nhìn cũng không tồi. Ồ, không tồi chút nào. Nhưng như này sẽ còn ngon hơn. Thôi nhá, chào tạm biệt khoai tây. Nhầm nhầm nhầm. Ôi, tuyệt lắm. Có vẻ như là mình ăn hơi no. Nhưng vẫn còn miếng thứ ba. Ôi, trời ạ, khoai tây ngon quá. Ồ, cái này cũng rất là ngon. Wow! Miếng cuối cùng nào. Ui! Đừng, không sao đâu. Mình ổn. Sao, các bạn đã sẵn sàng cho phần tiếp theo chưa?
Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Pancake sao? Ồ, nó ngon làm sao. Tớ hy vọng canh hùng của chúng ta biết cách nấu món ăn tuyệt vời này. Sao? Đi thôi nào. Bà như mọi khi sẽ nấu ăn trước. Nhẹ nhàng đổ bột lên. Đấy, cho lên chảo. Thấy vỏ chưa? Vậy là đến lúc phải lật rồi đấy. Đấy, cái này thì quá hoàn hảo rồi. Đó là ý nghĩa của nhiều năm kinh nghiệm đó. Wednesday, có chuyện gì vậy? Có vẻ như ở đây cần tay rồi. À, tất nhiên rồi, thuốc nhuộm màu đen. Ai lại ngờ chứ, đó là Wednesday mà. Hãy nhìn màu sắc đi đi. Ôi, có vẻ như cậu ấy hơi quá rồi. Ôi, thôi được rồi, quay lại về món pancake của chúng ta nhé. Nó đẹp làm sao? Vâng, thực phẩm màu đen luôn trông rất là phong cách. Màu sắc yêu thích của các bạn là gì? Hãy để lại phần bình luận của bạn nhé. Và có thể ở trong video tiếp theo chúng ta sẽ nấu món mà có màu sắc yêu thích nhất của bạn đó. Trong khi chờ đợi chị, dường như mọi thứ đang điều gì đó rất là thú vị. Wow, đây không là bánh kép mà là một nghệ thuật này. Ôi, có vẻ như cái này không muốn đổ ra. Nào, đổ ra đi. Ôi, trời ạ, cái này đã trúng vào mắt được rồi. Nhưng mà không sao. Trong cái món này không được bỏ cuộc đâu. Chúng ta tiếp tục nhé. Ôi, hãy nhìn xem nó đẹp làm sao. Người chị đã làm được một cái bánh rất là tuyệt vời đó. Ôi, nhưng cái lúc này bà luôn rất tự hào về cháu gái của bà. Còn của bà thì có gì? Có vẻ như tất cả những cái bánh pancake rất là tuyệt vời. Tất nhiên là bánh pancake và cả siro và cả bơ nữa. Ồ, bánh của Wednesday cũng đã xong rồi. Nhìn nó trông cũng rất là khác thường. Wednesday đang cho chúng lên trên đĩa. Và thêm siro yêu thích của mình. Wow, đây là con nhện sao? Bà ơi, cẩn thận. Nhưng con nhện này được làm từ sô-cô-la. Nào Margot, đến lúc phải thử rồi đấy. Đây là cái gì nữa đây? Trời ạ, nhìn này đáng sợ quá. Thôi được rồi, mình sẽ ăn thử. Không tệ chút nào. Sao, tiếp theo có gì? Ôi, cái này ngon quá. Wow, vị quá tuyệt vời luôn. Oh wow, còn đây cả vẻ đẹp gì nữa đây? Món này thật là tuyệt vời. Ồ, rất là tuyệt đó. Yeah, chạy thôi. Và người chiến thắng là chị gái. Rồi, nhìn cái này mình rất là thích luôn. Yeah, một ngày thật là tuyệt vời Wednesday. Ê, nào, chúng ta sắp bắt đầu rồi. Sao, chúng ta có gì đấy? Ồ, wow, salad sao? Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sao, đã đến lúc xem ai sẽ nấu món ăn này ngon nhất rồi. Giáo sư sẽ bắt đầu. Ê, bạn ấy đang làm gì vậy? Bạn ấy đang đổ đất ra. Còn đây là gì? Đây là những cái hạt đậu thần kỳ phải không? Chúng ta rất là muốn xem sẽ có chuyện gì. Ôi, cho bao nhiêu là thứ này. Còn bây giờ thêm nước vào. Nhưng mà có vẻ như là đã làm quá rồi và đổ hơi nhiều nước. Giáo sư nên cẩn thận đấy. Ôi, bây giờ mọi thứ sẽ ổn. Thôi, bây giờ thì ổn thật rồi. Còn chuyện gì đang xảy ra vậy? Wow, các bạn hãy nhìn xem bao nhiêu là rau này. Thật là tuyệt vời. Nào, giáo sư, bây giờ sẽ cắt ít rau nhé. Cắt ra và cho vào trong đĩa. Còn bây giờ thì sẽ cho một bó mì bên cạnh. Tại sao lại không? Bây giờ thì hộp đậu ngon lành đang chờ đợi. Như thế này này. Ôi, tại sao chúng ta lại cần cái con khủng long này? Wow, đẹp làm sao. Làm tốt lắm. Ôi, không biết là người chị sẽ làm như thế nào nhỉ? Ê, nhưng cái rau này cần cho vào trong salad chứ không phải là để ăn. Đấy, vấn đề khác rồi đấy. Chị đang cắt rau, xà lách bằng dao. Còn bây giờ thì sẽ làm gì? Ôi, lá da xà lách này, ớt này. Ôi, nhìn nó đẹp làm sao. Trời ạ, cái này thì chắc chắn Rosie sẽ rất là thích đấy.
Nhưng mà đầu bếp vẫn còn chưa làm đúng không? Có vẻ như đầu bếp không có tâm trạng để đùa giỡn đâu. Bạn ấy lấy một ít nước sốt trắng và bày nó ra đĩa. Sau đó lấy những cái mổ vụn bánh mì cho vào trong như thế này. Nghiêm túc sao? Cách này thật là độc đáo. Tiếp theo sẽ là gì? Đầu bếp đổ những vụn này vào ra đĩa. Bây giờ thì cắt ra những cái này từ rau, nhìn trông thật là thanh lịch. Còn những cái này thì sẽ cắt thật mỏng ra, nhìn trông rất là ngon miệng đúng không? Oh wow, các bạn hãy nhìn xem. Sếp là một chuyên nghiệp thực sự. Có vẻ như là đã sẵn sàng rồi, đến lúc phải thử rồi. Chúng ta có gì đây? Wow, một cái salad rất là tuyệt vời. Đây là con khủng long sao? Chúng ta cùng thử nhé. Ôi, nó là sô-cô-la. Thật là tuyệt vời, rất là ngon nữa chứ. Còn đây là cái gì? Eo ơi, mình rất là ghét cái hạt đậu này, không muốn ăn đâu. Còn bây giờ, sẽ thử món này nhé. Ôi, trời ạ, những con mắt thật là đáng yêu. Và rất là ngon nữa chứ. Và cuối cùng, món salad thứ ba nhé. Mong là mình sẽ thích nó. Eo ơi, trời ơi, thật là ghê tởm. Không, mình không thích cái này. Mình không thích cái này. Đây, người chiến thắng của chúng ta đây. Ôi, chị sao? Tất nhiên rồi, mình là đầu bếp giỏi nhất mà. Đề nghị ăn mừng chiến thắng của mình bằng một bữa tiệc nhỏ. Giáo sư, đây không phải lúc cho những thử nghiệm mới đâu. Thử thách mới đang ở phía trước đây này. Đó là milkshake mà. Các bạn có thích milkshake không? Các bạn thích uống nước nào nhất? Hãy viết trong phần bình luận nhé. Và lần sau có thể chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn đó đấy. Giáo sư rất nóng lòng muốn bắt đầu nấu ăn đây này. Có gì trong tay vậy? Soda sao? Có vẻ như chúng ta lại đang chờ đợi một bài hóa học từ giáo sư rồi. Ông ấy trộn các chất lỏng khác nhau thật là giỏi. Bây giờ thì sẽ thêm thành phần bí mật. Hãy nhìn những bong bóng đó đi. Có vẻ như đồ uống đã sẵn sàng rồi. Wow, nó không giống milkshake một chút nào. Nhưng mà đó là của giáo sư mà. Sẽ luôn rất là phi thường. Có vẻ như chị gái đã quyết định làm dịu cơn khát của mình bằng nước ngọt rồi. Nhưng mà đôi khi mở cái lon nước ngọt này không phải là điều dễ dàng nhất. Bây giờ chỉ cần lắc thôi. Ôi không, đó là ý tưởng không hay đâu. Bây giờ tất cả những soda này. Đấy, đúng điều mình đang nói. Ôi trời ạ, cái này chắc chắn sẽ không được điểm cao đâu. Tuy nhiên, kể đó không sao, vẫn còn một ít nước. Nhưng mà đúng là còn một tí thật. Chúng ta sẽ có gì tiếp theo đây? Wow, nhìn kìa, có bao nhiêu là kẹo ở đây. Bây giờ thì người chị sẽ lấy cái kem đánh bông này ra. Trông rất là ngon miệng đấy chứ. Gấu Haribo đúng không? Ý tưởng rất hay đấy. Tuyệt vời. Nhưng mà khó có thể điều khiển được đầu bếp bất ngờ với những thức uống đơn giản như này. Sao đầu bếp, hãy xem cho các quý cô và thầy xem đồ uống thực sự là như thế nào nhé. Wow, có vẻ như chúng ta sẽ cần một chiếc tủ lạnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đợi nhé. Người chị đã uống gần hết rồi đây này. Đấy, bước cuối cùng. Nhưng mà bếp vẫn không thấy ấn tượng gì cả. Đầu bếp đang lấy đồ uống của mình ra khỏi tủ lạnh. Nào để xem nhé. Trông giống như một cái cục đá đơn giản thôi. Và tiếp theo sẽ là cái gì đấy? Đầu bếp đang rút hết cả nước ở trong đó ra. Hay thật đấy. Bây giờ đầu bếp đang rút coca ra và đang lấy lên trong ống tiêm. Ôi, hay thật đấy, không biết tiếp theo như nào nhỉ? Cái này hay quá. Trời ạ, cái công thức của cái này rất là khó, nhưng mà cái này rất là đáng. Nhưng mà Rosie sẽ quyết định điều đó. Wow, các bạn đã nhìn thấy milkshake lớn mà chị Khải đã làm không? Nhìn nó thật là tuyệt. Ôi trời ạ, bây giờ nó rơi xuống giàn rồi. Nhưng mà bây giờ Rose chỉ có thể chọn một trong hai cốc tay thôi. Wow, cái làn khó này hay thế, cái này uống được sao? Ôi, đúng rồi, nó ngon làm sao, tớ rất là thích. Bây giờ, đến lượt cái này nhá.
cái này thật là kinh tởm. Đây là người chiến thắng nhá. Ôi, cuối cùng một chiến thắng xứng đáng. Yeah. À, vâng vâng. Các anh hùng chúng ta đã đối phó rất tốt với bài kiểm tra vừa qua, nhưng mà họ chưa sẵn sàng cho những gì đang chờ đợi họ tiếp theo đâu. Vâng, đôi mắt của bạn không làm cậu thất vọng đâu. Đây là người đàn ông gừng. Nấu một món ăn như vậy không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng mà người tham gia của chúng ta rất là tài năng và can đảm, họ chắc chắn sẽ thành công thôi. Nhưng mà ai sẽ làm tốt hơn? Chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ. Đầu bếp của chúng ta rất nóng lòng muốn bắt đầu nấu ăn rồi. Ôi, mật ong ngon thật làm sao. Đầu bếp cho thêm một ít mật ong vào trong đó. Thật là tuyệt. Tiếp theo sẽ là gì đấy? Quế sao? Bột mì. Chúng ta sẽ cho hết tất cả những thứ này vào và trộn nó lên. Vâng, nhìn cái này thôi đã chảy hết cả nước miếng rồi. Sau đó sẽ cho thêm bơ và lại đảo lại. Vâng, rất là khó để cạnh tranh với một bậc thầy nghệ thuật của mình như vừa đầu bếp vậy. Ôi, không sao, mình có thể làm tốt hơn. Chị gái nên cẩn thận hơn, bởi vì cậu có thể kiếm được những vết bầm tím đấy. Chị gái đã cho thêm bột mì. Ôi, có quá nhiều không? Ôi, có vẻ như ai đó rõ ràng thiếu tập trung rồi. Trong lúc đó đầu bếp đang nhào bột. Ôi, nhìn nó ngon làm sao. Và nhìn nó rất là đẹp, màu rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đậy nó vào và lăn nó ra. Đợi một chút. Đấy, xong rồi. Thế là bột đã xong. Đến lúc phải sử dụng khuôn rồi nhá. Ôi, trời ạ, nhìn một cái bánh trông đáng yêu lắm sao. Nhưng mà chỉ có một cái bánh thì không được. Cậu ấy đang muốn làm một cả một cái ngôi nhà bằng gừng. Đầu bếp ném tất cả vào trong lò. Còn giáo sư thì đang làm gì vậy? Ôi, các thí nghiệm của ông đôi khi quá nguy hiểm đấy thưa giáo sư. Vâng, nhưng bạn sẽ không làm gì vì lợi ích khoa học và tất nhiên là một bữa ăn ngon rồi. Có vẻ như cậu ấy đang sử dụng một cái lá bàn. Cái này thú vị hết đấy chứ. Tiếp theo là gì? Thức kẻ sao? Làm tốt lắm giáo sư. Bây giờ thì cần phải lấy những cái này ra thật là cẩn thận. Và để dùng làm như thế, giáo sư sẽ sử dụng cái này. Đấy, thế là xong rồi. Cái này cũng đang cho vào lò nướng rồi. Đầu bếp và giáo sư chỉ cần đợi đến khi vật liệu xây dựng của họ sẵn sàng. Ôi, cái gì là gì vậy đấy? Chị ơi, chị có chắc chắn là cần phải đập bột mạnh như vậy không? Dù sao đi nữa thì đã có những bước việc khá tốt đấy chứ. Bây giờ đến lúc phải dùng thuốc nhuộm rồi. Wow, nhìn chúng đẹp làm sao. Oops, có vẻ như với miếng cuối cùng có vấn đề rồi. Chắc chắn là bên trong có gì đó. Ừ, bây giờ thì chắc chắn là đã bẩn hết rồi. Giáo sư ơi, mình không nhìn thấy gì cả. Ôi, khổ thân. Cậu ấy chắc chắn đã không hiểu đúng rồi. Phù, có vẻ như là không sao. Nào, chúng ta dừng ở đâu nhỉ? À, đúng rồi, sơn. Thật là tuyệt khi người chị đã có một cái ống khác trên tay. Bây giờ cần phải nhào bột này ra thật là kỹ và làm những chiếc xúc xích như thế này vậy. Và cuối cùng sẽ kết hợp nó vào thành một cái to như thế này. Bây giờ sẽ có một cái con ốc rất là sáng màu. Bây giờ người chị lại cho thêm những cái rắc nữa và cho bánh vào trong lò. Không thể nào, bánh gừng của đầu bếp đã sẵn sàng rồi. Ôi, mùi này thơm quá. Bây giờ có thể lấy kem và bắt đầu làm. Các bạn hãy nhìn xem ngôi nhà tuyệt vời này. Mình sẽ rất là tiếc khi ăn một chiếc ngôi nhà như thế này nhá. Nhưng thêm một ít kem nữa. Và voila, đẹp chưa nào? Bây giờ đầu bếp sẽ trang trí ngôi nhà bằng đồ ngọt. Và đây chính là người đàn ông gừng. Thầy nghĩ nó sẽ hạnh phúc sống trong một ngôi nhà sang trọng như vậy. Bây giờ đầu bếp đang phủ kiệt tác của mình bằng đường bột. Và loại bột này trông giống như tuyết vậy. Ôi giáo sư, ông thì đang nghĩ ra gì vậy? Kẹo ăn được sao? Hay thật đấy. Có vẻ như giáo sư đã quyết định không lắp ráp một ngôi nhà bằng gừng mà một tên lửa bằng gừng. Ôi trời ạ, các món đã sẵn sàng rồi nhá. Để đến lúc phải thử rồi. Ồ, wow, ngôi nhà bằng bánh gừng này như trong cổ tích vậy. Rất nóng lòng muốn thử nó. Ôi, đúng rồi, rất là ngon luôn ý. Còn ở đây chúng ta có gì đấy? Ôi, trời ạ, đây là một con người mà. Chúng ta đi chơi nhá. Wow, một tên lửa sao? Bây giờ sẽ thử nhá. Ôi,
Có vẻ như là cái này sẽ không bay được đâu. Còn cái này là cái gì nữa? Ôi, một chiếc bánh thật là đáng yêu. Sẽ thử nhá. Cũng không tệ. Bây giờ người gừng sẽ đi tìm hiểu và cho người chiến thắng nhá. Cái này không. Tên lửa không. Có lẽ là ngôi nhà này. Vâng, nó rất là thích luôn. Đồng ý, nó sẽ thắng. Ôi, cảm ơn. Ai có thể